Rất cảm ơn mọi người. Nói chung là hôm nay nhận được món quà rất là vui vì đang ở trong cái thời gian chuẩn bị mà làm cái video cho tử vi của năm 2019 thì cái điện mấy cái điện thoại thì nói chung là do mình quay một cái thời lượng nó lớn khoảng cỡ 30 phút cái video cho nên là dung lượng của những cái iPhone này nó không có đủ và tiếng nó có rầy rà, thì rất vui thì đã nhận được một món quà của mọi người tài trợ để nhằm sản xuất cái video của năm 2019 âm thanh tốt hơn, mọi điều tốt hơn. Rất là cảm ơn nhà tài trợ đã tài trợ cho cái chiếc iPhone. Đây là mình sẽ áp đặt vào cái iPhone này coi nó như thế nào, nó màu gì ha. Nói chung là món quà rất là ý nghĩa vào ngay cái lúc này. Wow, một chiếc iPhone như là XS Max đây, có thấy không? Màu vàng tuyệt vời và dung lượng là 512, dung lượng rất là ok. Đầu tháng mà gặp toàn chuyện may mắn như vậy chắc là ngon lành. Wow, sau nó đã bay nửa vòng trái đất về tới Việt Nam, rất là đẹp, mình thấy không? Mà tình ao thấy giờ nó kiến không mà còn trỗi lại được nữa. Bây giờ đây good, khởi động đi, khởi động coi xem nó như thế nào. Đây là nút khởi động, chắc là vậy, bấm vô. Trái táo đã hiện lên và ngon lành ha. Mình sẽ có điện thoại, mình nhét cái sim dùng cá nhân vào đây, sim công việc mình vẫn xài cái điện thoại này. Xin chào, hello hello, đây, wow, có cả tiếng Việt và tiếng Anh. Hola, rất là nhiều thứ tiếng. Bonjour, tiếng Pháp luôn. Có cả tiếng Nhật, chắc này tiếng Nhật. Xin chào, có cả tiếng Việt luôn, quá hay. Oven. Nhiều tiếng quá, không biết là tiếng gì. Cái này là tiếng gì? Có bạn nào đọc được không? Màu vàng, một cái màu mà màu gold rất là ok. Mình chắc là sẽ rất là thích cái này đây. Có chọn tiếng Việt Nam. Đặt ngôn ngữ tiếng Việt, tại vì mình người Việt Nam mà. Bắt đầu nhanh. Ok, thiết lập thủ công. Nó có kêu là bắt đầu nhanh, nếu bạn muốn bạn cũng có thể iPhone này theo cách thủ công thôi. Bây giờ là mình phải tự thiết lập thôi, cho nên là cảm ơn mọi người, cảm ơn nhà tài trợ chính đã tài trợ cho chiếc iPhone này, và hy vọng rằng với nó thì mình sẽ có nhiều video sắc nét hơn và tiếng to rõ hơn để mà chia sẻ cùng với mọi người. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye.